Chào mừng các bạn trở lại với kênh youtube của tôi. Cổ Ngân, một trong những người mẫu nổi tiếng của Việt Nam, đã chia tay bạn trai là tỷ phú người Mỹ, WinCard, 75 tuổi. Mối quan hệ này đã thu hút sự chú ý của nhiều người trong và ngoài giới truyền thông vì sự khác biệt về tuổi tác và nền văn hóa. Cổ Ngân được biết đến là một trong những gương mặt đẹp và tài năng của làng mốt Việt Nam, trong khi WinCard là một doanh nhân giàu có với sự nghiệp ấn tượng tại Mỹ mặc dù họ từng được coi là một trong những cặp đôi nổi tiếng nhưng sự chia tay của họ đã gây tiếc nuối cho nhiều người hâm mộ những chi tiết về lý do chia tay và cách họ xử lý sau khi chia tay vẫn chưa được tiết lộ rộng rãi tuy nhiên sự kiện này tiếp tục là đề tài gây tranh cãi và thu hút sự quan tâm từ công chúng trong hơi thở của làng mốt việt nam có một gương mặt với vẻ đẹp lôi cuốn và tài năng vượt trội đó chính là cổ ngân mỗi bước kết hút của cô là một bản giao hưởng tinh tế làm say đắm lòng người nhưng không chỉ là ánh hào quang trên sàn diễn cuộc sống cá nhân của cổ ngân cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý sự xuất hiện của người bạn trai tỷ phú người mỹ wincat đã khiến cả thế giới ngạc nhiên và thán phục trước một tình yêu vượt qua mọi giới hạn wincat một doanh nhân thành đạt tại mỹ mang trong mình vẻ quý phái và sức mạnh của thành công cùng với cổ ngân họ là một biểu tượng của tình yêu không biên giới vượt qua khoảng cách văn hóa và tuổi tác nhưng đời không phải lúc nào cũng như một bộ phim hoàn hảo. Sự chia tay của họ, dù không rõ lý do và chi tiết, đã gây sốc và tiếc nuối cho không ít người hâm mộ. Một mối tình đẹp đẽ và đầy biến cố, nhưng cũng đầy thách thức và khó khăn. Dù vậy, phong bức tranh cuộc sống rộng lớn, Cổ Ngân vẫn tiếp tục bước đi với vẻ đẹp và tài năng của mình. Cô biết rằng phía trước là những thử thách và cơ hội mới. Cuộc chia ly có thể là kết thúc của một chương trình nhưng cũng là sự mở đầu cho những trang mới những khám phá mới giữa cuộc đời bóng hình tôi nỗi buồn nhìn xa xăm trái tim tan vỡ vụn dù biết rằng mây đen vẫn sẽ tan đi nhưng lòng cảm xúc vẫn không thể yên bình bước đi qua những con đường mơ mộng chỉ thấy đâu hình bóng quay lưng bước đi cánh cửa đóng lại từng ngày trôi qua bên trong tôi niềm đau không thể nói lên ngày qua ngày giữa dòng đời bận rộn nỗi nhớ thương như cơn sóng dội vào bờ gió mang đi những kỷ niệm khắc sâu nhưng trong tâm hồn vẫn còn mãi một điều giữa cuộc đời bóng hình tôi nỗi buồn nhìn xa xăm trái tim tan vỡ vụn dù biết rằng mây đen vẫn sẽ tan đi nhưng lòng cảm xúc vẫn không thể yên bình có lẽ đe là giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống lòng mang theo nỗi đau hiu quạnh nhưng hôm nay tôi sẽ vươn lên từ đây bước đi tiếp không còn gì để hoài niệm và trong gió giấc mơ mới đã mở cửa không còn gì làm trái tim tôi gục ngã dù bão táp dù rông tố còn trôi qua tôi vẫn sống với những kỷ niệm ngày xưa giữa cuộc đời bóng hình tôi nỗi buồn nhìn xa xăm trái tim tan vỡ vụn dù biết rằng mây đen vẫn sẽ tan đi nhưng lòng cảm xúc vẫn không thể yên bình đừng quên nhấn nút đăng ký và nút like để không bỏ lỡ những video thú vị khác